Tùng kéo cao cái quần lên con kéo cao cái quần lên qua bụng ấy. Tùng ạ. À. Mẹ lấy áo cộc cho Su mặc cho ấm cho mát nhá. Su nhá. Đừng nói bậy, đừng nói bậy Tùng ơi. Tùng có mặc áo cộc không, mẹ lấy cho Tùng. Tùng ơi. Tùng ơi mặc áo cộc không, mẹ lấy cho. Tùng ơi đừng nói bậy nhá Tùng. Con vừa nói cái gì đấy? Hả Tùng? Hả? Mày mà còn nói một câu nữa là mày ăn đòn đấy nhá. Đổi sân cho nhau. Mẹ gọi rồi lên. Giờ bao nhiêu rồi? 12. Anh 12. Anh làm gì tất cả?